Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thôn Diên Lâm, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Meeting hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Cơ hội quảng bá thương hiệu cho sản phẩm OCOP. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tiếp tục ngày làm việc thứ 11 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh. Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14. Và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần chủ động, sâu sát, tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, những nhiệm vụ chưa hoàn thành cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra các yêu cầu, giải pháp cần tiếp tục thực hiện để xây dựng nghị quyết chuyển giao cho Quốc hội khóa sau tiếp tục giám sát. Phiên chất vấn sáng nay ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đặc biệt sau sự cố sách giáo khoa với những hạt sạn đáng tiếc vừa qua. Nhiều đại biểu đã đặt ra câu hỏi về kinh phí thực hiện việc đổi mới sách giáo khoa, khẳng định Bộ đã tiết kiệm ngân sách nhà nước trong việc đổi mới, biên soạn sách giáo khoa với số tiền 29,7 triệu đô la Mỹ từ việc giảm trừ các hoạt động tập huấn và các hoạt động không hiệu quả khác. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ hứa sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng sách giáo khoa trong thời gian tới. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định, khối lượng văn hóa được dạy trong các trường phổ thông, trường nghề là vấn đề hết sức phức tạp. Bộ đã chỉ đạo các ban soạn thảo tính toán phù hợp. Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm nay, các thành viên chính phủ, lãnh đạo một số cơ quan liên quan đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung, hiệu quả thực hiện tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ ngành tòa án, tình trạng một số văn bản quy phạm pháp luật phải sửa đổi bổ sung nhiều lần và các giải pháp khắc phục, những vấn đề liên quan đến trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, giải pháp cơ bản để điều chỉnh chế độ tiền lương đối với người nghỉ hưu trước năm 1993, giải quyết nhu cầu nhà ở giá thấp cho người dân ở đô thị giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri, tại một số bộ, cơ quan, địa phương vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực của cán bộ công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Đề nghị Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vui lòng cho biết Văn phòng Chính phủ đã tham mưu giải pháp nào cho Chính phủ trong việc chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực và cải thiện đổi mới cơ chế này. Việc tổ chức bộ phận một cửa thì vẫn bị cắt cứ do cái địa giới hành chính mà chúng ta chưa liên thông của địa phương này với địa phương khác. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là có thể nói vấn đề kết nối và chia sẻ cái dữ liệu thì chúng ta còn ở mức độ hạn chế. Thế và đặc biệt là khi cái phần mềm của các bộ ngành địa phương đưa xuống ấy, thì nó không kết nối được với cổng dịch vụ công của bộ, của ngành, của địa phương và không kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, cho từ đó cũng là cái hạn chế cho vấn đề với người dân. Sáng nay, cán bộ nhân dân thôn Diên Lâm, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Dự và chúc mừng ngày hội đại đoàn kết cùng nhân dân thôn Diên Lâm có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, lãnh đạo huyện Tam Dương.
Thôn Diên Lâm hiện có 573 hộ với trên 2.100 nhân khẩu. Tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, thi đua phát triển kinh tế xã hội, tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào cuộc vận động của địa phương như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh, thu gom nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu dân cư. Đến nay, toàn thôn có 76% hộ gia đình có kinh tế khá trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%, có trên 96% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Qua các cuộc vận động, nhân dân trong thôn đã đóng góp trên 45 triệu đồng và ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt được hơn 17 triệu đồng. Tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, thôn đã làm được trên 2.700 cống rãnh thoát nước thải, kinh phí nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà nhân dân thôn Diên Lâm đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị chi bộ, ban công tác mặt trận thôn cùng các ban ngành đoàn thể thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, hưởng ước quy ước thôn dân cư, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giúp đỡ những hộ khó khăn, neo đơn, phấn đấu trong thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và hội thi Nông dân với pháp luật về đất đai. Dự có đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đại diện Bộ Tư pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, với chủ đề tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiều cơ chế chính sách bảo đảm mục tiêu kiến tạo phát triển, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị các sở ngành đoàn thể địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả thi hành hiến pháp, các chính sách pháp luật của Trung ương cũng như của tỉnh, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với đó, không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đa dạng hóa và đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống hàng ngày của nhân dân, đặc biệt tập trung phổ biến giáo dục pháp luật đến đối tượng là học sinh, sinh viên, đối tượng đặc thù, góp phần đưa hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Ngay sau lễ meeting đã diễn ra hội thi Nông dân với pháp luật về đất đai. Tham gia hội thi có 9 đội đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Các đội đã tham gia tranh tài qua 3 phần thi, chào hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm về luật đất đai và phần thi tiểu phẩm. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Trước đó, ban tổ chức buổi lễ đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt. Sáng nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2020. Đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong tháng 10 năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo và cơ bản ổn định. Trong đó, các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đơn vị trong khối nội chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân, xử lý nghiêm tội phạm trật tự an toàn xã hội. Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 59 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 18 vụ tội phạm đánh bạc với 67 đối tượng, phát hiện bắt giữ 20 vụ phạm tội về ma túy mại dâm. Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã thụ lý kiểm sát 462 tin báo về tội phạm. Tòa Nhân dân 2 cấp giải quyết xét xử được 618 vụ, việc đạt tỷ lệ 46,7%. Việc khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án hình sự được thực hiện nghiêm, đảm bảo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác thi hành án được quan tâm thực hiện. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn công tác phòng chống tham nhũng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kết luận hội nghị, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Hà Quang Tiến đề nghị trong tháng 11, các đơn vị trong khối tiếp tục tập trung nắm bắt tình hình sau đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch COVID-19, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, triển khai kế hoạch thực hiện đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao, tập trung thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân, triển khai hiệu quả các phương án cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11 năm 2020. Tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2020, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện thời sự, nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội trọng tâm của tỉnh, đất nước và quốc tế. Trong đó nổi bật là tuyên truyền đậm nét về diễn biến kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao. Cùng với đó, các cơ quan báo chí đã có nhiều tin bài phản ánh các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Để hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Báo Vĩnh Phúc đã mở chuyên mục góp ý các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đã mở mục hướng đến Đại hội 13 của Đảng, đăng tải dự thảo các văn kiện trình đại hội để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp và khai trương giao diện mới trang thông tin điện tử của đài với cách trình bày đẹp mắt, khoa học, dung lượng lớn hơn và tốc độ truy cập nhanh, giúp độc giả nhanh chóng tiếp cận thông tin. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời diễn biến, nội dung, kết quả đợt 2 kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh tại kỳ họp. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá đề ra trong nghị quyết của đại hội. Tăng cường tuyên truyền tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 10 tháng đầu năm và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong những tháng cuối năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như chương trình sách giáo khoa mới, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản. Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp là mục tiêu xuyên suốt mà trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đã thực hiện mang lại hiệu quả tốt. Trong thời gian qua, trường đã chủ động điều chỉnh nội dung chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực người học và nhu cầu thị trường lao động. Những năm gần đây, trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc liên tục đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại theo nhu cầu của doanh nghiệp đang ứng dụng. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc giảng dạy, nhất là việc vận hành các thiết bị. Từ đó đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong thời đại mới. Bên cạnh đó, nhà trường đã mời một số doanh nghiệp đóng góp ý kiến vào trong quá trình giảng dạy, xây dựng giáo án dạy nghề vào công tác giảng dạy. Chúng tôi cũng tăng cường các cái trang thiết bị máy móc, tận dụng nguồn lực để trang thiết bị máy móc phù hợp với lại cái yêu cầu thực tế và sản xuất của doanh nghiệp. Thì khi các em thực tập và các em ra doanh nghiệp thì các em sẽ không bị bỡ ngỡ. Vấn đề nữa là chúng tôi cũng tăng cường đào tạo kỹ năng nghề cho cán bộ, giáo viên. Cũng như hiện tại chúng tôi bắt buộc cán bộ, giáo viên là hàng năm là đều phải đi về các doanh nghiệp để làm thực tế tại các doanh nghiệp để mà tiếp cận với các trình độ công nghệ mới trong các doanh nghiệp để mà về và giảng dạy cho sinh viên. Trong quá trình học tại trường, ngoài kỹ năng về tay nghề, học sinh sinh viên của trường còn được đào tạo kỹ năng mềm về giao tiếp ứng xử, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời nhà trường dành nhiều thời gian cho học sinh tiến tới thực hành, giúp học sinh có thể tiếp cận đầy đủ các máy móc hiện đại trong quá trình học tập tại trường. Ngoài những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chúng em được học thì chúng em còn được học thêm những kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp và kỹ năng hoạt động nhóm và kỹ năng quản lý thời gian. Và đặc biệt nữa là trong quá trình học thì chúng em hình thành nên được cái tác phong công nghiệp và văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp ạ. Và em tin tưởng rằng là khi chúng em ra khỏi ngôi trường đây thì chúng em sẽ có một công việc ổn định và phù hợp và bền vững với chúng em. Hiện nay nhà trường phát triển đào tạo theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt với nhiều phương thức và trình độ đào tạo.
xây dựng văn hóa chất lượng trở thành yếu tố cốt lõi để thực hiện các hoạt động tổ chức và quản lý đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động để đáp ứng yêu cầu của vị trí làm việc và phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực. Nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt, thời gian qua các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do lũ lụt. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh của trường mầm non Thanh Chủ, xã Thanh Chủ, thành phố Vĩnh Yên đã tham gia ủng hộ. Ngay trong buổi sáng quyên góp, tổng số tiền nhà trường quyên góp được lên tới trên 35 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, giúp các em học sinh, nhà trường ý thức được sự chung tay giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn hoạn nạn. Số tiền quyên góp ủng hộ trên sẽ được nhà trường chuyển đến các em học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng lũ. Đây cũng là cái tính nhân văn của con người Việt Nam, ủng hộ cho đồng bào miền Trung để có thể vượt qua được cái hoạn nạn thiên tai trong đợt này. Có thể nói hoạt động này được hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tổ chức triển khai trong thời gian qua. Đây là sự sẻ chia ý nghĩa của học sinh, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh dành cho đồng bào mình trong lúc hoạn nạn, là hoạt động hưởng ứng thư kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua. Nhằm quảng bá rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Vĩnh Phúc trên thị trường và hỗ trợ các hợp tác xã, các doanh nghiệp của tỉnh kết nối thương mại, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để đưa các sản phẩm của chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP của tỉnh vươn rộng ra thị trường cả nước. Tham gia hội chợ OCOP tỉnh Quảng Ninh năm nay, Vĩnh Phúc đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm nông sản đã đạt từ 3 sao OCOP trở lên và những sản phẩm đang trong quá trình xây dựng thương hiệu OCOP. Đây đều là những sản phẩm mang đặc trưng tiêu biểu của Vĩnh Phúc. Tham gia hội chợ là cơ hội để các chủ thể trao đổi, liên kết sản xuất kinh doanh cũng như học tập kinh nghiệm để hoàn thiện hơn sản phẩm của mình. Nhà nước tạo điều kiện cho chúng tôi là cũng là cơ hội để chúng tôi giao lưu và được biết các sản phẩm của nơi khác và nơi khác cũng biết sản phẩm của chúng tôi và cùng nhau người tiêu dùng sử dụng những cái sản phẩm có chất lượng và đem đến một cái sản phẩm được có thương hiệu và có được tham gia cái OCOP của mỗi xã một sản phẩm. Chúng tôi được tỉnh rất là quan tâm và được tham gia cái chương trình hội chợ OCOP. Từ đầu năm đến giờ chúng tôi cũng đã tham gia mấy cái hội chợ ở các tỉnh khác nhau. Qua cái việc tham gia hội chợ này thì doanh nghiệp thấy được rằng một là chúng tôi quảng bá được cái sản phẩm của doanh nghiệp, cái thứ hai cái sản phẩm tốt của doanh nghiệp sẽ đến được tay người tiêu dùng, được những người tiêu dùng để người tiêu dùng được đón nhận những sản phẩm tốt cho sức khỏe. Và cái điều thứ ba, chúng tôi quảng bá được cái sản phẩm của mình ra tới các tỉnh bạn và ra rộng hơn, đến với người tiêu dùng được tốt hơn. Gian hàng tham gia hỗ trợ OCOP năm 2020 tại Quảng Ninh đã thu hút sự quan tâm của khách hàng và các doanh nghiệp. Với mẫu mã sản phẩm đẹp mắt và quy trình chế biến sản phẩm an toàn, các sản phẩm OCOP của Vĩnh Phúc đã chiếm được lòng tin và đáp ứng được thị hiếu của đông đảo khách hàng. Tôi đến cái gian hàng của Vĩnh Phúc thì tôi thấy là coi là các cái sản phẩm của Vĩnh Phúc là rất là đẹp đấy, và cũng rất là chuyên nghiệp. Đấy. Tôi tin chắc là coi như là Vĩnh Phúc ở trong lĩnh vực này thì chắc chắn là tới đây là coi như là chương trình OCOP của Vĩnh Phúc là coi như là sẽ phát triển rất là tốt. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để các chủ thể là các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia nhiều hỗ trợ OCOP tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đây là cơ hội để tỉnh Vĩnh Phúc quảng bá giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn của tỉnh, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi, giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp thu mua, chế biến hàng nông lâm thủy sản trong cả nước. Hôm nay đưa các sản phẩm của OCOP tỉnh Vĩnh Phúc xuống với hội chợ OCOP Quảng Ninh thì chúng tôi muốn đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất là quảng bá các sản phẩm hàng hóa nói chung và các sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đối với bạn khách hàng người tiêu dùng của tỉnh Quảng Ninh cũng như là khách hàng người tiêu dùng của các tỉnh. Thứ hai là chúng tôi muốn khẳng định là các sản phẩm hàng hóa nói chung cũng như các sản phẩm OCOP nói riêng của tỉnh Phúc là những sản phẩm đủ tiêu chuẩn chất lượng, không chỉ đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong tỉnh
mà đáp ứng được, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng ở ngoài tỉnh và trong cả nước. Quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy đổi mới, phát triển sản xuất các sản phẩm OCOP là những mục tiêu hướng tới của hoạt động xúc tiến thương mại. Những hoạt động này đã mang lại những kết quả tích cực cho sản phẩm của tỉnh trong thời gian qua. Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của Vĩnh Phúc khẳng định thương hiệu trên thị trường. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.